Rồi hôm nay á học được tới đây được rồi đó. Nhưng mà ra ngoài này á học vậy á ồn ào, có mất tập trung em không? Nói học đây vui mà. Vậy hả? Nhận dẹp đi về. Cô có tin sốt dẻo dành cho em nè. Tin gì vậy? Tâm ý ra xem tranh trong phòng tranh á. Cái gì? Nhưng mà chị làm gì ở đây vậy? Thì tại vì hồi nãy cô tới đây xem tranh với Tâm Ý mà. Nhưng mà cô ra đây ngồi đậu xá. Nhưng mà Tâm Ý nói là Tâm Ý thích xem tranh lắm, nên ở trong đó coi thêm chút xíu nữa. Nếu như em muốn em có thể vô trong đó xem tranh. Trời, cái gì đâu. Vậy vừa gọi tên sốt dẻo gì? Bình thường mà. Bình thường hả? Vậy thôi, nếu không vô xem tranh thì em đi về. Em đi về trước đi. Hả? Ừ, đúng rồi. Cô ở đây cô đọc sách thêm xíu nữa cô mới về. Em đi về mà. Vậy mà, phải không? Em về trước nha. Bye bye em. Ý. Ủa chú, con làm gì đây vậy? Dạ con tới đây với chị My với chú. Tới chị My hả? Dạ. À coi tranh hả? Dạ. Con thích bức tranh này lắm hả? Dạ đúng rồi, con nhìn bức tranh này có cái gì đó giống như là không lối thoát vậy đó. Sao chú cười? Tranh trừu tượng mà, con thấy sao thì nói vậy thôi. À đúng rồi, tranh trừu tượng mà. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, mỗi cảm nhận riêng. À hồi nãy là con nói là con đi coi với chị My hả? Dạ. Vậy chị My đâu rồi? Dạ chị My đang ở quán cà phê phía trước đó chú. Quán cà phê phía trước hả? Nè, uống cà phê không? À, dạ thôi. Vậy thì con coi tiếp đi nha, chú về trước. Dạ. Gặp con ở nhà nha. Thu. Ủa Nguyên. Ủa cậu đi đâu vậy? Em học với chị My ở quán cà phê gần đây nè. Chị nói em mới biết chị đang ở đây á. Ủa nãy giờ chị cũng coi nhiều tranh rồi hả? À, cửa sổ mở kìa. Chị cũng biết giỡn quá ha. Ê tôi phở kìa. Ê, nhìn cái mặt là biết thèm phở rồi. Vậy lát hai đứa mình ăn phở nha. Ôi chết, cái điện thoại em đâu rồi ta? Để em đi quán cà phê em kiếm cái. Ê, tôi đi chung luôn nha. Ủa? Cái thằng nhóc này có cái điện thoại cũng để quên nữa. Sao có người nói là đi chơi với bạn mà? Thì tại không thích mới nói vậy đó. Ủa tại sao không thích? Không có gì. Nè. Cái gì vậy? Anh xin lỗi. Thôi thôi đừng có xin lỗi gì, không có gì hết. Được chưa? Không có gì hết. Thôi đó. Thôi mà xin lỗi đi, đừng có giận anh nữa. Ra. Giận anh hả? Em tính giận anh tới chết thì mới hết giận đó. Thôi thôi thôi, xin lỗi xin lỗi. Được rồi được rồi, xin lỗi được chưa? Xin lỗi được chưa? Cộng. Giận tới chết á là già xấu lắm đó nha. Ai cộng cộng mà. Thôi cộng cộng gì đâu, đừng có giận nữa nha. Thank you.
Anh này, là hết hồn gì vậy? Em đi vậy hả? Ờ, tự nhiên đi ra hù người ta cái hết hồn luôn. Hù đâu hù, cũng tại em không? Sao tại em nữa? Thì em thập thò định mò ở phòng anh vậy? Hay quá ha. Nói một câu là cả là một câu, nói một câu là cả là một câu. Anh mà nhỏ tuổi hơn em này nè, em cũng đè anh ra đánh cho chết luôn vậy. Đánh đây nè, đánh đây được 3 phát cái đánh đây nè. Sheesh. Cho tan nát nó đi. Thôi, thôi đi mày chưa làm chưa? Bây giờ chuẩn bị đi làm nè. Dạ. Nè. Cái gì vậy? Đem bánh theo ăn đi. Ngon lắm á. Lâu lắm rồi em mới làm lại cái bánh này á. Nhớ đem vô bệnh viện á, chi cha lương với anh Hải ăn chung nữa. Em tự làm á hả? Chứ còn ai vô đây nữa. Anh phải hãnh diện về em á nha. Nhớ khoe với mọi người là em rất khéo tay. Đúng rồi, quá hãnh diện. Mà làm gì cho cực, mệt nữa. Mấy cái này á, anh ra ngoài tiệm anh mua là có ăn rồi. Tại em thích làm chứ bộ. Anh mà cũng biết suy nghĩ cho em sợ em cực hả? Đúng rồi. Anh lúc nào chẳng suy nghĩ cho em. Anh lo cho em. Mà cũng lo cho anh nữa. Là sao? Anh nghĩ cái này ra ngoài tiệm mua chắc ăn ngon hơn. Dám nói gì với em hả? Anh giỡn, anh giỡn. Giỡn giỡn cái gì? Anh giỡn mà. Không ăn gì đưa đây. Ê, ăn hết. Ăn hết được chưa? Ăn hết. Ăn hết đi. Ờ. Đi vô thay đồ đi làm đi kìa. Biết rồi. Chủ đánh người ta mà kẹp nách. Đi vô đi. Nó ngon chứ. Mệt quá. Ủa? Ờ, anh Sĩ. Ờ. À, Nguyên, em chuẩn bị bài vở xong hết chưa? Chưa. Ờ. Ngồi đây chơi đi. Cái thằng này làm cái gì kỳ, thái độ gì kỳ trời. Mà nè, em lại chọc giận gì nó nữa hả? Có đâu, em có làm gì nó đâu. Có. Không. Vậy thôi vô vậy đi. Sao vô sớm vậy? Sao tự nhiên xô người ta vậy? Có làm gì đâu mà tự nhiên em quạo. Quạo nào? Còn không quạo nữa. Rõ ràng nãy em cố tình em xô cô mà. Trời đó là không có rồi. Nó nhiều quá à. Thôi học đi. Nghĩ gì vậy không biết. Nghĩ là dễ ăn lắm hả? Ừ, cứ chờ cô đi nha. Chờ cái gì? Thì em đối xử với cô làm sao? Cô sẽ đối xử với em là như vậy. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Đợi đi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Cơ hội ngàn năm có một, cơ hội ngàn năm có một duy nhất thôi nha. Có ai muốn ăn thịt nướng chung với em không? Em đãi. Chắc là cô Bảo sắp tới rồi. Nhưng mà nghe đâu hình như có mùi không phải cho ăn không đâu nha. Thật ra là em rất là muốn tất cả mọi người á ăn chung với em đãi luôn á. Nhưng mà kinh phí có hạn cho nên chỉ có một người may mắn được em đãi ăn thịt nướng thôi. Trước khi người đó được em đãi ăn thịt nướng thì chắc chắn là phải phụ giúp em đem sách lên trường chung với em rồi. Ai đây sẽ là người may mắn đó đây. Đó, thấy chưa? Nói có sai đâu. Trời ơi, ai mà quẩn đi với con cả một tiếng rưỡi đồng hồ đi mà ăn vài miếng thịt nướng để rồi quay trở về thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Không có sao đâu, cô hỏng đi thì thôi. Con còn mọi người yêu thương con ở đây mà. Anh Julian, anh đi với em nha. Đại thịt nướng cũng vô ích thôi mày. Đi chung em đúng xa luôn á, với lại anh còn rất là nhiều việc nữa. Xa đâu mà xa. Sao em không hỏi anh đi? Em biết anh mới thế nào cũng đâu có bỏ em. Khiên khiên sách phụ với em nha. Đi thôi. Ủa gì kỳ vậy? Thì đó, em thấy có ai chịu đi không? Xa thấy mồ luôn. Sao không đợi gần tới nhập học rồi đem lên trả cũng được. Không có được. Tới hạn rồi phải đem trả. Không thôi là đóng tiền phạt chết em luôn á. Bà mời người ta bằng một trò thịt nướng bằng cái việc đi và sai vặt cho bà. Tôi có sai vặt cái gì đâu. Chỉ là bạn bè giờ giao giúp đỡ thăm giao, thăm tình với nhau thôi chứ bộ. Rồi sai vặt đó em. Mọi người đối xử với em vậy luôn á hả? Nghĩ sao nhìn tay em nè, ốm yếu khẳng khiu vậy mà ôm một đống sách nặng ơi là nặng vậy. Em đáng thương thì mọi người chịu được không? Tay của em ốm yếu nhận nên chung một bánh đến nhận 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 được không? Thì sao không nhồi dùng hai đi đi, không có xe hơi đó. Thôi, tối qua anh làm đêm ở bệnh viện rồi, tội nghiệp ảnh. Cớm bình người yêu thì cứ. Em chỉ biết cứ lo cho người yêu của em mà. Tụi anh đây hôm qua ba người đều chơi game tới tối luôn sáng luôn đó. Em không biết lo. Nói chung là mọi người ơi, giúp em đi nha. Thịt nướng ngon lắm á.
con người này ác độc thiệt chứ. Bạn bạn bè bè anh em. Chắc là bị trật cân rồi á. Lát đi tới trường xong rồi đưa đi bệnh viện khám nha. Thôi, tiền không có ăn nữa, tiền đó khám bệnh. Vậy là không có tiền là không đi khám luôn hả? Chắc vậy quá à. Nhưng mà không đi khám bệnh bằng tiền vật chất được thì cô chữa bệnh bằng tinh thần. Chữa bệnh tinh thần hả? Là sao? Ấy. Thằng gì nè. Ơi, mày điên này. Thật ra là chân cô đâu có bị cái gì đâu, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường luôn. Mà tại vì cô phải giả bộ như vậy để cho em đi chung với cô đó. Bá Tài, cho tôi ghé cái trạm kế tiếp luôn nha. Kính thưa quý khách, trạm dừng chân kế tiếp của quý khách đó là trường Đại học Dân Vận. Bỏ tài cô luôn á. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ đến cái trường đó. Để đến một lần xem sao trường nhân văn như thế nào. Đây là trường của cô hả? Ừ. Ý kiến gì không? Ý kiến gì đâu. Ý là cái trường dám chứa cô thì nó cũng gắt thiệt. Cái thằng này. Dạ. Nào. Dám nói vậy hả? Đang ghim nặng bộ. Không thấy hả? Ôi, nông dân vô tới trong đây luôn kìa. Chào thầy. Ờ, chào em. Thầy giáo hả? Ừ. Thầy giáo chạy xe đó đi dạy luôn. Thì sao? Lạ vậy trời. Tránh ra. Ủa, con bò kìa. Thì sao? Sao dắt bò vô đây học? Sinh viên năm nhất thôi. Cái trường này lạ ha. Thầy giáo thì lái xe ba gác đi dạy, còn sinh viên thì dắt bò đi học. Ngộ thiệt luôn á. Ủa, có gì đâu ngộ. Em không biết hả, trường cô có rất là nhiều ngành nghề luôn. Đúng kiểu là bách khoa luôn á, nhưng mà nổi tiếng nhất vẫn là ngành nông nghiệp. Ồ, vậy mà cái trường này không được lên trên hình báo chí hay truyền hình uổng quá. Em không biết gì luôn á hả. Cái gì? Mấy cái tạp chí mà nông nghiệp có hình ở trên đó là toàn là chụp ở trường cô không luôn á. Thiệt hả? Tất nhiên là không rồi. Cái gì cũng nói. Ủa nói vậy đó cho em khỏi nói xiên nói sợ cô nữa. Nãy giờ vô trường người ta mà hết nói cái này tôi nói cái khác. Thấy ghét gì đâu. Nè coi lại bản thân mình đi, em cũng không có giỏi giang gì đâu ha. Sao? Giỏi giang gì? Thiện Quang nói cho cô nghe hết rồi. Với cái học lực của em á thì cô không có cửa đậu vô mấy cái trường có tiếng hay là mấy cái trường giỏi đâu. Chắc sắp tới em cũng sẽ vô đây á. Chuyện thành đàn em của cô. Ơi nè nè, không có chuyện đó đâu. Tôi học cái trường này đâu mà đàn em là ngơ gì. Trời ơi, tương lai sao ai biết được. Chứ trước mắt là thấy học lực của em á, tiếp sau thì cũng vô đây thôi không. Trở thành đàn em của cô. Không có đâu. Nè, bây giờ đi tham quan trường đi đàn em của chị ơi. Không có đàn em nha. Đây nè, đàn em nè. Xin giới thiệu với mọi người, mai mốt đàn em của mình đó, hay dễ thương chưa. Nè, xin chào đàn em của mình đi. Ê, thầy ơi, thầy giới thiệu với thầy nha, các em này nè là năm sau là vô đi học đó thầy. Có chút xíu thì cũng hành nữa. Tại riêng mình buồn chứ bộ. Với lại dù sao cũng đã dắt em đi tham quan ngôi trường tương lai của mình rồi còn gì nữa. Đúng không đàn em của chị? Thôi đi, dẫn dài quá à. Không thích thì thôi. Vậy thì bây giờ chị sẽ đãi em ăn ba chỉ heo nướng nha. Gì? Heo nướng hả? À? Sao không phải bò? Trời ơi, cô ghét lắm mới đãi em được như đó đó. Đòi hỏi quá vậy. Có ăn là may lắm rồi đó. Keo kiệt. Cột dây giày lại kìa. Thank you.
ơi, làm gì vậy? Khi tính đạo em xuống hai ngày bị nghiệp quật rồi nè. Đi ra mệt ghê luôn á. Cái thằng này sao mà né hay quá vậy? Đáng đợi. Ôi ướt nhẹp luôn á, người gì không biết điều gì hết. Biết điều gì chứ không phải hả? Đã giúp mang đồ tới đây rồi còn không biết ơn, còn âm mưu trả thù nữa. Ủa thì giúp thì cô cũng đã cảm ơn em rồi chứ bộ, nhưng mà thù thì vẫn phải phục chứ. Người thì như con khô mà mày đặt trả thù. Sao chị nghe điện thoại đi? Tại chị không quan trọng nhưng không cần nghe. Cậu gọi mà không quan trọng hả? Nghe đi. Hả? Chuyện của hai người tôi biết rồi. Thật sự á, chuyện đó tôi biết từ lâu rồi. Thật ra thì cô cũng định nói riêng với em, nhưng mà... Ủa? Vậy còn chuyện của em sao? Chuyện của em sao là sao? Thì chuyện của em với Tâm Ý đó. Không phải là em thích Tâm Ý lắm hả? Vậy mà hôm bữa còn chối đi. Cô nhìn là cô biết em thích Tâm Ý lắm rồi. Sao? Đã tình chưa? Vậy là từ trước giờ chưa bao giờ tỏ tình với ai hả? Không lẽ là mối tình đầu? Nhìn là biết chưa tỏ tình rồi. Trời đất ơi, bé ơi, em còn non lắm bé ơi. Thật ra đó, theo kinh nghiệm của cô nha, nếu như mà em có tỏ tình á nhưng mà lại thất bại á thì không có gì mà phải buồn hết trơn á. Tại vì cứ tiếp tục tỏ tình đi, biết đâu được á, sau này á, em sẽ có được người yêu tốt hơn nữa thì sao. Giống như cô nè, ngày xưa cái mối tình đầu của cô nha, thất bại thảm hại luôn. Cô nghĩ là sau này cô sẽ không bao giờ yêu ai được nữa đâu. Nhưng mà sau này thì vẫn có người yêu đẹp trai và cô đang hạnh phúc trong tình yêu của cô đó. Thôi, mạnh mẽ lên em trai. Người ta thường nói là mối tình đầu, chứ đâu có ai nói là mối tình cuối bao giờ đâu, đúng không? Tại vì biết đâu được, mối tình đầu sau này sẽ trở thành mối tình cuối của mình sao? Đúng không? Cố lên. Ê! Gì vậy? Bây giờ rồi. Chết rồi, em ơi. Còn 5 phút nữa là xe buýt tới. Nếu mà không đi chuyến này á, làm phải đợi 1 tiếng rưỡi nó mới có chuyến đó. Ủa vậy? Nhanh lên. Ê! Nhanh lên. Ê! Vô mang dạy nè. Xin chào cả nhà. Cô tới rồi hả? Ừ. Chuẩn bị lên học đi kìa. Ngồi đó chơi game nữa. Ủa, chị tới rồi hả? Hello em. Thằng này đứng dậy đi lên học. Để chút đang chơi mà. Ê! Yeah, trả thù thành công. Em xin lỗi chị. Em đi lên. Không sao. Bà cô này kỳ thiệt.